Trong kết luận thanh tra về 9 dự án của công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lã Vọng, công ty Lã Vọng và các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội, thanh tra chính phủ đã chỉ ra các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án theo hình thức BT, xây dựng, chuyển giao. Công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới, đơn vị thành viên của công ty Lã Vọng, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao dự án cải tạo và xây dựng hệ thống cống nối hồ Vục, hồ Đầu Băng, hồ Tư Đình theo hình thức hợp đồng BT. Việc giao dự án theo chỉ định thầu tại quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 10 tháng 8 năm 2015. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Đến tháng 2 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án với tổng mức đầu tư hơn 610 tỷ đồng, tăng hơn 65,5 tỷ so với phê duyệt chủ trương đầu tư. Để thanh toán dự án BT, công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới được giao 13,75 ha đất thực hiện dự án khu đô thị Tây Nam, đường 70, phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Dự án sau đó được thực hiện theo hợp đồng ký ngày 16 tháng 6 năm 2016 giữa Ủy ban nhân dân quận Long Biên và công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới với giá trị hợp đồng là hơn 558,4 tỷ đồng, sau điều chỉnh còn 524,7 tỷ đồng. Dự án được chia làm 9 gói thầu, đến thời điểm thanh tra đã thi công được 3 gói thầu với giá trị ước tính là 164,3 tỷ đồng. Các gói thầu còn lại chưa triển khai do vướng phải giải phóng mặt bằng và chờ phê duyệt điều chỉnh dự án theo hướng giảm quy mô. Mặc dù dự án BT chưa thực hiện xong, nhưng ở 13,75 ha đất đối ứng được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao, công ty cổ phần thương mại Ngôi Nhà Mới đã triển khai dự án xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở với tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 1.303 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành cơ bản hạ tầng trong khu đô thị, tổng số 572 căn liền kề được phê duyệt, chủ đầu tư đã hoàn thành 82 căn, 200 căn thi công xong phần thô, số còn lại đang thi công, với doanh thu bán hàng đạt 2.549 tỷ đồng. Sau khi đối trừ tiền sử dụng đất và giá trị hợp đồng BT, công ty này đã nộp số tiền chênh lệch vào ngân sách. Tuy nhiên, thanh tra chính phủ cho rằng việc Hà Nội đã thanh toán quỹ đất cho công ty Ngôi Nhà Mới khi chưa hoàn thành công trình BT xây dựng 1,85 km cống nối, ba hồ này là chưa đủ cơ sở. Bên cạnh đó, quỹ đất bố trí đối ứng cũng tăng gần 1 hectare so với diện tích đất cam kết cho hợp đồng BT.